Rồi, nữ nghệ sĩ Bảo Ngọc, trẻ trung, dễ thương. Rồi bây giờ giọng hát rất là ngọt ngào nè, nữ nghệ sĩ Bảo Ngọc. Dạ, con xin kính chúc thầy luôn khỏe. Dạ, con xin chúc cho Phật tử lúc nào làm ăn cũng nhiều thành công, nhiều may mắn á, để đi chùa để tụi con được hát. Dạ, để liên tục con xin gửi đến trích đoạn Cô Gái Bán Gươm, một sáng tác của Thể Hà Vân. Về đi thôi người yêu ơi, tâm tình tôi đã khép lại rồi, có còn chăng là nỗi nhớ trong đời, có còn chăng dương dương thêm sầu, biết nói gì đây trong giây phút tờ ly, biết nói gì đây kia người đi, tôi hãy về đi, hãy vô trường giang, thôi hãy về đi, hồi ly phải làm sao giữa hai cung đường.